Bạn trở lại với channel của mình, bạn Quốc Bảo đây. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền từ app BigTime này. Nhiều bạn nói BigTime này là app cam, app lừa đảo. Hôm nay mình sẽ chứng minh cho các bạn app này là uy tín 100% và cách rút tiền của nó ra sao và như thế nào thì các bạn hãy xem hết video này nha. Ở trong video này mình sẽ để mã thẻ cào 10k cho các bạn đó. Bắt đầu là mã chịu theo nha. Mỗi video mà mình làm về cách rút tiền hoặc cách kiếm tiền thì mình sẽ lồng một thẻ cào vô cái video này. Nó nằm bất kỳ trong những phút giây nào của cái video này đó, các bạn xem hết các bạn sẽ thấy nó nằm ở khúc nào. Giờ chúng ta đi này chính nào. Nha, như BigTime là mình chỉ các bạn cách rút luôn. Bạn nào chưa biết cách chơi thì mình các bạn xem sắp hết video này, nó sẽ hiện cách chơi cho các bạn đó, các bạn click vào đó để chơi nha. Đối với app này thì các bạn chơi game bạn không có chán đâu. Vừa chơi game vừa có tiền. Rất nhiều loại game, hình như là khoảng mấy chục game lắm đó. Chơi nào các bạn mà chơi hết game thôi các bạn cũng được đủ 10 đô để rút rồi. Mình rút bên đây là phải 10 đô mới rút nha, rút qua PayPal. Rồi. Khi bạn rồi đó các bạn nhấp vào cái ví dưới đây nè. Nhấp vào. Hiện tại mà nó rút 10 đô rồi nè. Bạn rút các bạn phải đợi một tuần mới thành công nha. Khoảng 5 đến 7 ngày chúng ta mới có thể về được PayPal của mình. Khi các bạn đủ 10 đô các bạn click vào chữ PayPal này nè. Nó thì nó sẽ hiện ra một cái thanh, nó là các bạn điền địa chỉ email của cái PayPal vào, điền vào đó thì sẽ chắc mà xác nhận thành công. Sau đó nó sẽ gửi tiền cho chúng ta. Đợi sẽ về trong vòng là khoảng 7 ngày. Những ngày khi lúc xét duyệt thì nó sẽ nằm ở xem chúng ta có hack này không, hack chết được không. Mình không có hack chết gì hết thì nó sẽ cho chuyển chúng ta bên cách odd là thành công. Và mình bạn cho các bạn xem bằng chứng đây. Đây mình sẽ quay bằng cái này cho bạn xem. Đây 10 đô đây. Bác Bảo thân mến nè, email này gửi đến cho bạn 10 đô PayPal hoàn thành nhiều nhiệm vụ này. Đó, và chờ chúng ta thời gian toán này nè, 10 đô nè, đúng chưa? Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là gì? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải vào PayPal để xác nhận. Nếu không xác nhận thì 30 ngày đó số tiền nó sẽ tự trả lại. Cách xác nhận sao? Bạn xem kỹ video nha. Đó, bây giờ chúng ta đã đăng nhập thành công vào PayPal. Còn các bạn nào mà chưa biết cách tạo PayPal làm sao á thì các bạn lên YouTube các bạn gõ cách lập tài khoản PayPal. Đây các bạn thấy hiện tại số dư của mình là 0 đô. Làm sao để nhận số tiền kia thì bạn kéo xuống. Đây nè. Thanh toán chúng ta BigTime thanh toán chúng ta ngày 31 tháng 10 năm 2018 chưa xác nhận được, bạn click vào nó. Các bạn nào mà không rành tiếng Anh thì các bạn tải Google cốc cốc về để dịch tiếng Việt nha. Đây, thanh toán cho trò chơi là VinDream nè, nó gọi là BigTime đó. Nè, BigTime Local Time nè. Rồi, rồi thành công. Cách xác nhận nè, các bạn thấy chữ chấp nhận và từ chối không? Nếu các bạn nhấp từ chối thì số tiền nó sẽ trả lại cho thằng kia thì mình sẽ mất hết. Rồi, giờ chúng ta nhấp chữ chấp nhận để xác nhận số tiền. Chấp nhận đó. Tại sao có 7 đô mấy vậy ta? À, đô la Canada hả? Làm sao đây? Có hai cách. Một cách nào đây?
Rồi lỡ nó nhắm đi. À, đô Canada nó khác nha. Thì cái này là app của Canada. Là chúng ta 10 đô Canada thì đổi được là 7,5 đô của Việt của Mỹ thôi. Chúng ta nhấp chữ gửi. Rồi, thanh toán được chấp nhận. Và chúng ta vào khoản chính coi xem sao. Blank nè. Rồi, 7 đô 48. Chắc mình không không chỉ mình cách chuyển tiền, cách bán thì các bạn cũng biết rồi phải không? Giờ mình chỉ luôn cho. Chuyển tiền nè. Bạn kiếm ngày nào mua. Bạn lít vào chỗ chuyển tiền. Sai rồi. Nhầm. Gửi. Này mạng hơi lắc các bạn thông cảm nha. Hai nhau nhấp cái nút vào nút gửi đó. Rồi các bạn click vào, các bạn muốn chuyển cho người ta thôi mà chúng mình không tốn tiền và người khác không tốn tiền, các bạn nhấp vào gửi cho bạn bè và gia đình. Click vào đó. Rồi nhấp cái Gmail vào và net và nhập số dư của bạn vào. Rồi nhấp là don là thành công. Nó sẽ chuyển tiền qua bên đó và chúng ta nhận tiền thôi. Cách bán làm sao thì các bạn lên Facebook đó, các bạn tìm hiểu người nào mà bán mua bon uy tín để các bạn bán nha. Mình nói trước các bạn đừng nên tin người quá. Nhiều người kêu bạn chuyển tiền trước cho người ta. Để người ta chuyển tiền để người ta mua con các bạn, để người ta chuyển tiền mặt cho các bạn đó. Nhiều người kêu bạn chuyển trước đô qua bển rồi xong ta giật luôn. Mình cũng bị nhiều rồi, bởi vì mình cũng như là có ngu thì mình mới có khôn đó. Lúc mình chơi cũng khoảng mấy tháng trước thì mình cũng có chơi như vậy đó, mình cũng bị lừa hơn một lần rồi thì mình cũng rút kinh nghiệm. Bây giờ mình cũng là một YouTuber rồi. Bây giờ bán thì là một là kiếm người uy tín mình đưa trước, hai là ta đưa tiền mình trước, ba là trung gian. Mình khuyên các bạn bỏ số tiền 10.000 ra để trung gian. 10.000 nó không có bao nhiêu. Giao dịch thành công là chúng ta sẽ nhận được tiền này nọ và chỉ mắc 10.000 thôi. Bạn đừng có uổng 10.000 mà giao dịch như những người không uy tín thì bạn sẽ mất hết đó. Rồi các bạn hay hay video này hữu ích giúp cho các bạn thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Các bạn hãy xem trong những video này nha, những video sau luôn là sẽ có những cái thẻ cào nằm bất kỳ trong cái video này. Các bạn xem các bạn đoán nó nằm chỗ nào, hoặc các bạn coi bạn nó coi nằm chỗ nào nha, mình để mình nhét cái sau video đó, không phải phía sau mà ngẫu nhiên ở phút nào đó. Một cái video mình lên mình sẽ video kiếm tiền hữu ích đó. Một cái video nào cứ hỏi kiếm tiền được thì mình sẽ chặn một cái thẻ 10k vào. Khi nào kinh phí mình cao thì mình sẽ chuyển thẻ giá trị mệnh giá cao hơn. Rồi, bye bye nha.